Vâng, xin được chào túi cô bác và anh chị. Thì mới nhất trong buổi tối ngày hôm nay thì bên em đang bàn giao một mẫu xe Toyota Innova đời 2014. Hôm trước đã quay clip cho một anh trai đến từ Bù Đăng, Bình Phước nha. Với giá tiền là 330 triệu bao ra tên, chính chủ cà quẹt cho ảnh. Còn 320 triệu thì chỉ bao rút hồ sơ. Ảnh thì nói chung là cũng đi làm vườn bận rộn, cho nên bên em bao làm trọn gói cho ảnh luôn. 330 triệu bao ra tên. Ảnh rất là bận nha. Ảnh mới 6 giờ mới đi làm vườn về và xuống em lấy xe. Để tên chính chủ cà vẹt vì ảnh chạy về luôn. Chúc ảnh về, anh về đi tốt dùng bền, nguyện dặm bình an, gặp nhiều may mắn.